Quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long phổ biến là đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiều nơi nắng nóng, có gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 37 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 34 độ. Vừa rồi là tình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên khu vực Bắc Bộ chưa có nhiều sáo trộn đặc biệt. Về đêm và sáng sớm, thời tiết vẫn khá mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất giao động ở khoảng từ 23 cho đến 24 độ tại các tỉnh vùng núi, còn ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng nền nhiệt cao hơn từ 1 cho đến 2 độ. Vào ban ngày, toàn vùng khô giáo có nắng gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều sẽ ở mức là từ 32 cho đến 34 độ do chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp ngang qua nên khu vực bắc và trung trung bộ kéo dài từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi thời tiết có mưa nắng đan xen trong ngày trong đó cường độ mưa lớn hơn sẽ tập trung về đêm và sáng nhiệt độ giao động trong ngày ở khoảng từ 31 cho đến 34 độ các tỉnh còn lại thuộc khu vực nam trung bộ từ bình định đến bình thuận có mưa rào gián đoạn về chiều nhưng cường độ mưa không lớn nên nhiệt ít biến đổi giao động từ 32 cho đến 35 độ. Dự báo khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác, tập trung về đêm và khoảng trưa chiều. Cục bộ có khả năng có mưa vừa đến mưa to, nên người dân ở khu vực này cảnh giác với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như xét và cả gió giật mạnh trong cơn rông. Còn vào ban ngày, các khu vực trời đều có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên sẽ dao động là từ 28 cho đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 31 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai, trên hầu khắp Biển Đông có gió Tây Nam và hoạt động phổ biến ở mức trung bình. Tuy nhiên, thì có mưa rào và rông còn xảy ra tại khu vực Bắc và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa, nên khuyến cáo các tàu thuyền về tầm nhìn giảm thấp, kèm theo khả năng sẽ có lốc xét và cả gió giật mạnh trong cơn rông.